Trong mắt em sâu, mây xuống vây quanh giọt sâu. Em xin, xin tuổi nào còn tuổi chơi hư vô. Bàn tay che dấu lệ nhòa ôi buồn. Tuổi nào ngồi khóc tình đã nghìn. Chân em qua từng phiên ngả, xin mây sẽ thêm màu áo lụa. Tuổi nào thôi hết từng tháng năm mong chờ. Đây là một cái không khí mà Linh rất là thích, một cái buổi tối mùa thu, ngồi bên bếp lửa. Linh thích mùi khói lắm, thích mùi khói củi, mùi khói rơm rạ, thích ngồi bên cạnh
những cỏ cây và nghe tiếng côn trùng. Có nhiều người thì nghe cái tiếng này thì khó ngủ, nhưng mà Linh mà cứ có những cái dàn côn trùng mà nó hát hợp sướng cho mình thì lại rất là êm đềm. Có lẽ là bởi vì là nó gợi nhớ cái tuổi thơ của mình, và đó chính là lý do mà khi mà đã đủ trải qua tất cả những cái vinh hoa, những cái hào nhoáng, đã check in ở những cái nơi rất là sang trọng, rất là sang chảnh thì khi mà quay trở về những cái nơi mà rất là những cái vùng xa xa, những cái vùng nông thôn, những cái vùng mà vẫn còn giữ được những cái tiếng ếch nhái, chẫu chuộc ánh ương kêu gian lên vào ban đêm, và tiếng ve cũng râm ran vào ban ngày như này, thì đối với Linh là rất là quý. Và không biết là với mọi người như thế nào, nhưng mà với Linh thì cái mùi ấy, nó là một phần cái ký ức của mình. Tuổi thơ có nhiều cái mùi nó rất là đặc biệt, trong đó thì có mùi khói. Nhiều người thì nhìn thấy khói thì sợ, nhưng mà Linh thì yêu cái mùi khói. Và Linh nghĩ rằng là khi mà xem các cái video này của Linh, đặc biệt là những cái video Zuka đi và hát thời Covid trong suốt cái tháng 8 này, thì chắc là có nhiều người chỉ cần nhìn thấy cái ánh lửa này, nhìn thấy cái ấm đun nước, những cái ánh lửa tí tách như này, thì chắc hẳn là mọi người đã có cảm giác như là đã ngửi thấy cái mùi khói, mùi của đồng quê rồi, mùi của tuổi thơ, mùi của ký ức. Và đấy là cái cảm xúc mà tối nay Linh muốn chia sẻ với mọi người, một chút gì đó rất là mộc mạc, rất là dân dã, và cũng là một phần con người của mình. Đành đứng mãi xa chung, lại một lần tình cũ.
Trời cũng giăng sầu, cho từng cơn mưa lũ xoay trong tâm hồn. Khi người yêu tôi khóc, thành phố buồn. Trên cung nhà hát dương, mây từ đầu mây đến mở dấu chân trời. Em tại sao em đến cho anh yêu một lần yêu cuối là phút lẻ loi. Em ơi hãy nói vạn lời sầu đắng như anh vừa trách anh. Em một đêm cúi mặt để cay đắng giọt lệ đời anh, niềm đau đến muộn từng chiều lặng yên nhìn mưa bao tới. Khi hồn anh đã rời, ngày vui sẽ đôi từng ngỡ xa rồi. Trong một lần hồi tia mãi thôi. Người yêu tôi khóc, xin hãy im lìm. Như từ lâu tôi sâu gội xóa niềm đau, cho yêu thương đó anh còn được giữ trong tâm hồn rất lâu. Cay đắng rơi thành giọt lệ đời anh, niềm đau đến muộn từng chiều lặng yên nhìn mưa bão tới. Khi hồn anh đã rời, ngày vui sẽ đôi tình ngỡ xa xôi.
như từ đầu tôi giấu những cơn muộn phiền. Xin đừng đem nước mắt gợi xóa niềm đau cho yêu thương đó. Trong tâm hồn rất lâu, xin đừng đem nước mắt gội xóa niềm đau cho yêu thương đó. Ta xin chào khi người yêu đã bỏ ta đi. Buồn ơi, ta xin chào khi tiếng yêu chắp cánh bay đi. Buồn ơi, ta đang lẻ loi. Buồn hỡi, ta đang đơn côi. Buồn ơi, hãy đến với ta để quên chuyện tình xót xa. Nếu trên đường đời ta lẻ loi một mình, thì trên con đường tình ta có sao người yêu vẫn mãi say mê. Buồn ơi, cô đơn là thế, sao tình ta cứ mãi đam mê. Người yêu cho ta niềm đau buồn hơi, cho ta quên mau. Buồn ơi, hãy đến với ta để quên chuyện tình xót xa. Thank you.
nhạc thấy như thế nào ạ? Có thấy yêu Linh hơn không? Hay là thấy bà này gì mà kỳ, hát gì mà ca sĩ mang tiếng là ca sĩ chuyên nghiệp mà chả có dàn âm thanh xịn sò, chả thấy đèn quay, đèn nháy tít mù lên mà cứ thấy ngồi mỗi loanh quanh cái bếp củi, chả có cái gì đặc sắc cả. Nhưng mà đây là một cái không khí mà Linh rất là thích. Nếu như mà quý vị thấy dễ chịu, thấy vui vẻ, thấy có thêm năng lượng khi xem video này thì hãy chia sẻ cho những người mà quý vị yêu quý. Và chúng ta sẽ hẹn gặp nhau ở tháng 9. Linh sẽ quay trở lại với những video hành trình Yuka đi và hát. Lần này sẽ giới thiệu đến quý vị những cảnh đẹp, những cảm xúc rất là khó quên, những con người hiền hậu của miền đất Phong Nha Kẻ Bàng chắc chắn sẽ mang lại rất nhiều năng lực tích cực cho quý vị để có thêm sức mạnh, có thêm sự lạc quan chống lại đại dịch. Xin hẹn gặp lại trong một buổi tối cuối tuần tiếp theo. Linh cũng xin được thông báo rằng bắt đầu từ tháng 9 thì lịch phát sóng của Yuka đi và hát của Thái Thùy Linh sẽ chuyển sang 21 giờ tối thứ 6. Quý vị nhớ nhé, xin hẹn gặp quý vị vào 21 giờ tối thứ 6 hàng tuần trên kênh YouTube của Thái Thùy Linh và cả trên kênh Facebook cá nhân của nàng nữa. Còn bây giờ xin được chúc ngủ ngon.